con khởi động một chút cho vui nhé. Chúng ta có thích nghe chuyện không? Có. Chúng ta rất thích nghe chuyện. Cô giáo sẽ kể cho lớp mình nghe một câu chuyện. Chúng ta hãy lắng nghe nhé. Trong khu rừng có một bà phù thủy. Bà rất độc ác, nhưng bà lại không muốn ai xinh đẹp hơn mình. Bỗng nhiên xuất hiện một nàng bạch tuyết. Nàng rất xinh đẹp, nàng có vết da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Nghe được tin này, một phù thủy tức lắm. Bà tìm cách hãm hại bạch tuyết. Bà lấy một quả táo ngâm vào một chiếc chuông có độc. Đến tối, bà vứt quả táo ra và cầm trên tay nói: bạch tuyết, người sẽ chết chắc, và từ nay ta sẽ là người đẹp nhất. Bà cầm quả táo đi đến nhà bạch tuyết. Bà nói: gọi bạch tuyết ra đây cho ta. Bạch tuyết từ trong nhà đi ra, lễ phép chào bà: cháu chào bà. Nhưng một phù thủy để hai quả táo trên bàn và nói: chỉ có một trái có độc, người hãy chọn đi, nếu người chọn sai thì người sẽ chết. Lớp mình ơi! Dạ! Lớp mình có muốn bạch tuyết chọn phải quả táo có độc không? Dạ! Thế lớp mình hãy chọn một bạch tuyết nhé! Dạ! Bạch tuyết không biết chọn quả táo nào cả. Chọn bằng cách chúng ta hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Cô giáo mở lại đi lên bảng để được tưởng cho cô. Người viết sách gọi là gì? Dạ! Cô mời con. Người viết sách gọi là tác giả. À, cô chọn đáp án nào nhỉ? Rồi, cô chọn cô xem nào. Đúng chưa? Tiếp theo, nơi cuốn sách sinh ra gọi là gì? Nào, cô giáo mời. Cô giáo mời bạn tưởng nào. Là ý nào không nhỉ? Ý B. À, quả táo B, phải không nhỉ? Nào, con chọn cô nào. Đúng chưa? Chúng ta đã giúp bạch tuyết chọn phải quả táo không có độc, phải không nhỉ? Không có độc thì bạch tuyết có bị chết nữa không? À, bạch tuyết không bị chết nữa và bà phù thủy rất là tức tối và bay đi vào rừng mất rồi. Từ nay trở đi, bạch tuyết sống một cuộc sống rất là bình yên. Chúng ta có biết là nàng bạch tuyết chúng ta vừa xinh đẹp này, vừa ngoan ngoãn này, xong lại còn học giỏi nữa. Vậy chúng ta có muốn học giỏi với nàng bạch tuyết không? Vâng. Bây giờ cô cùng các con đi học bài nhé. Vâng. Chúng ta học bài hai, đó là tiết 73, khi trang sách mở ra. Con thì trong quyển sách tiếng Việt của con thì con thích nhất cái điều gì ở trong quyển sách đó?
lâu rồi nữa con. Trong trong quyển sách của con có chuyện không nhỉ? À, con ngồi xuống. Trong cuốn sách bạn Huy đã từng được đọc đó là có thưởng cái tiền bạn thích nhất. Và trong cuốn sách kiến tiền có rất nhiều điều, nhưng đặc biệt bạn thích đó là thơ, những bài thơ và những câu chuyện hay, có phải không? Và đây cô giáo cũng có một cuốn sách. Trong những cuốn sách này, chúng được biết bao nhiêu là điều chúng ta không biết. Vậy chúng ta không biết thì chúng ta phải làm gì? Phải là... Vậy, khi mở cuốn sách ra, chúng ta muốn biết những điều gì thì bài thơ khi trang sách mở ra sẽ giúp chúng ta biết ở trong trang sách có những gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô giáo đọc bài nhé. Đây là một bài thơ nhưng khi đọc chúng ta thể hiện giọng đọc bằng chậm, thể hiện sự hào hứng và thể hiện giọng bằng vấn giọng những từ gợi cảm gợi cảm. Cho cô giáo rõ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi cô giáo đọc bài. Chú ý vào. Khi trang sách mở ra, khoảng trời xa xích lại bắt đầu là vỏ dại, cuối đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Trong trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng, với bao nhiêu là gió. Trang sách còn có lửa, mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu, mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì? Rào rào như sóng vỗ, một chân trời đang đi. Nguyễn Nhật Ánh. Cả lớp vừa nghe cô giáo đọc mẫu bài, chúng ta cũng theo dõi bài rồi. Bây giờ chúng ta hãy cho cô giáo biết trong bài có những từ nào mình cảm thấy khó đọc nào. Nào, cô giáo cô mời con. À, từ khoảng. Thơ đó là 3, 2, những
Thank you.
là tiến bộ, bạn còn được thể hiện được giọng đọc nữa đấy, có chưa? Nhưng mà chúng ta thấy là cái nhóm lên bảng thứ nhất là đọc tốt rồi, cảm nhận lưu loát rõ ràng và được thể hiện được giọng đọc, nhưng chúng ta thấy là nhóm này đọc đúng chưa đấy? Thank you.
làm gì? Ai biết nào? Ai biết nào? Cô giáo mở bài tiết nào? À, phải đọc, phải gì ạ? Đọc sách, phải mở sách để đọc những trang sách để ta biết được nhiều điều mới lạ, phải gì ạ? Vậy từ nay trở đi ta đã biết rồi, đọc sách để biết nhiều thứ.